Chào các bạn, hôm nay có cô Hạnh ở xuống chân nên mình tổ chức trò chơi là tay nhanh hơn não phiên bản tiền nha. Đây có hình phạt luôn các bạn, ai mà bóc sai là phải cắn một chút xíu ớt nha. Nói chung là hàng nào mà càng sai nhiều là cắn vô tới trong là sẽ cay hơn nha, ngoài đầu là cay ít nha. Ai khi bóc sai bóc cho chính xác nha, bóc cho từ từ nha, không có như mấy trò chơi nước ngọt hay là bánh trái gì hồi lúc nha. Bóc là phải chính xác, là đọc tờ tiền nào là bóc tiền đó nha, bóc sớm xác là phải ăn ớt nha, ok. Và đây là trái ớt hình phạt nha, ai bóc sai á là phải cắn một miếng ớt cho nó cay cay cái lưỡi chân. Còn tiền thì mình mệnh giá là từ 200 đồng cho tới 200 ngàn nha các bạn, không có tờ 500 ngàn. Tại vì nếu tờ 500 ngàn mà chui vô đây là nó sẽ trò chơi sẽ rất là ảo, đúng không? Không mấy bạn sẽ bình luận là tiền chơi xong rồi trả lại đồ nữa, nên mình chỉ mệnh giá từ 200 tới 200 ngàn thôi. Với lại mấy thằng cu cho tiền nhiều quá cũng không tốt nữa. Rồi hôm nay chỉ có ba thằng chơi thôi, là thằng Tú, Hành với lại thằng Toàn nha mấy bạn. Ok, nói chung là mình sẽ đọc mệnh giá tờ tiền nào là nhanh tay đặt vô một cái thôi nha, không cần phải lấy về nha, đặt vô là của mình rồi nha. Ok không, đừng cứ cần lấy rút ra túp gô gì hết á, cứ lấy tay đè là cái là của mình nha. Còn ai mà đè sai mệnh giá là phải cắn miếng ớt. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đọc lượt đầu tiên nha. 1.000. Rồi Thành đúng rồi, mấy kia sợ quá không dám bóc, sợ ớt. 1.000 đầu tiên là của Thành. Cuối game ai mà bóc ít nhất, số lần ít nhất nha, cho mày là số tiền ít nhất nha, là sẽ bị phạt cắn một miếng ớt nha. Số lần ít nhất nha, tức là Thành được một lần, không cần biết mệnh giá bao nhiêu, nhưng mà miễn số lần bóc nhiều nhất là được, hiểu không? Ok, chuẩn bị tới 50.000. Tạ ơn Tú nhanh ra, mệnh giá 50.000 luôn, quá dữ. Rồi chia tiền ra, không được để tay vô sẵn rồi, để tay ngay đùi hết đây nha. Ừ, để lại tụi tiền bó túi đi, để tay lên đùi, không để tay lên bàn nha, để tay lên đùi đi, đúng rồi vậy mới chính xác chứ, có còn bè me dữ quá. Để tay lên đùi, đó, để xuống luôn, để hấp vô đùi luôn, chuẩn bị 20.000. Tú đúng rồi, Hành chậm hơn Tú rồi, Hành nó chỉ cần 0.01 giây nữa thôi. Toàn Toàn có đầu mặt bí xì rồi, để mình kêu bên Toàn nha. 500 đồng. Rồi Toàn đúng, Toàn đúng, kế bên nó luôn lại sai. Do có rất nhiều bạn yêu cầu mình chơi tay nhanh hơn não phiên bản tiền, mà tới hôm nay mình mới tổ chức nha mấy bạn. Tại vì chơi bằng tiền thì nó hơi ảo, tại có nhiều bạn sẽ bình luận là chơi xong lấy lại tiền nữa, nên mình rất là ngại chơi. Nhưng mà hôm nay là mấy thằng cu đang lâu lâu nó mới xuống nên mình chơi luôn nha. Ok, tiếp tục 2.000 đồng. Hành đốn, Hành đốn, Tú mới bóc sai, Tú mới bóc từ 200. Đây miếng ớt của Tú nè, cắn quầy chót đâu có cay đâu, mình là người đầu tiên mà, miếng bự miếng nữa. Anh ngu kìa, anh ngu kìa, 70.000 cái miếng ớt sợ gì. Đó, nuốt luôn khỏi nhai. Rồi mời anh phát biểu cảm nghĩ ăn ớt ngày sau. Thôi bỏ qua, bỏ qua cho nó cay lưỡi thôi. Rồi nhả đi, bỏ luôn đi. Ok, giờ tiếp tục. Cay quá. Cay quá. Toàn vô, cú nó ly nước Toàn. Chị ơi, nó chỉ mới cắn cái đầu ớt thôi mà nó đã vậy rồi, vô tới trong rồi nó còn cay nữa nha. Thôi để cho em ăn trái ớt cho 200.000. Hi ăn ớt luôn cho lẹ. Vậy ăn ớt đây đúng không? Em gung dữ kìa. Lỡ nay Hi vậy rồi mà có ăn ớt đi. Anh cắn có cái đầu trái ớt, anh uống nguyên cả nước luôn kìa. Ok, tiếp tục. Chuẩn bị nha, nói chung là hạn chế ăn ớt bằng cách là bóc cho chính xác nha. Chuẩn bị 100.000. Tú, tay Tú nằm muốn chiếc chót luôn. Của Tú, đúng rồi. Tay nằm ai nằm xuống cuối là tay của người đó bóc trước đúng không? Nói chung là Tú bóc được nha. Mới cắn miếng ớt bóc được 100.000 là lời rồi gì nữa. Tú lời hẩm luôn rồi. Tú chuẩn bị giờ Tú quất cái ớt nó không lỡ đâu Tú ơi. Sao thấy đau lòng quá. Chuẩn bị tới 6.000. Toàn đúng, Hành 6.500, Hành sai. Miếng nó trong nó hơi bị cay rồi nha, miếng nhỏ cũng được, chú ý là cay đầu lưỡi thôi. Trời ơi, Hành văn chơi mày, uống nước không? Không luôn. Trời, Hành dữ quá, chơi vậy chứ Tú mới cắn có cái đầu mà làm gì sắp chết nữa. Em ăn ớt không lại nó mà ăn bị cay lại. À, ăn bị cay lại mà ăn ớt không lại hả? Tiếp tục 5.000. Hành đúng.
Tú đập tay hành. Em mới hiểu dễ thôi hả? Mà tại tay đập xuống bàn à, tay đập xuống bàn đập mạnh quá. À, làm để gần cái đó này xíu, mình nó đập cái là. Nè, mấy đứa nhớ nè, cái này là 1.500, này là 6.500 nha, coi chừng lộn nha. Cái này là 200 đồng. Này là 200 đồng. Ok, tiếp tục. 200 đồng. Hành đúng rồi, Tú với lại thằng Toàn mới sai. À, Toàn nó sợ ớt nhất luôn mấy bạn. Trọng luôn. Nuốt luôn đừng để cho nó thấm vô lưỡi. Đúng rồi, vẫn cay rồi tới Tú nè. Chắc dứt cái hộp thôi cũng được. Cắn cái hộp kìa. Rồi cay. Rồi cay. Cái hộp còn cay dữ nữa. Tiêu Toàn rồi. Nghe lời em lắm. Quá. 170.000 ăn 2 miếng ớt. Uống nước không? Rồi nghỉ 5 phút cho tụi nó uống nước mấy bạn ơi. Tụi nó ăn mất 2 miếng ớt mà nó bắt đầu nó rung tay mấy bạn ơi. Ăn mì cay ăn được mà ăn ớt ăn không được hả? Vô chưa kịp ngạnh nó nồng. Uống sữa tươi luôn vẫn còn cay hả Toàn? Ok tiếp tục. Sau 5 phút nghỉ uống sữa thì bây giờ chuẩn bị tiếp tục còn 4 tờ cuối cùng nha. Mệnh giá bây giờ là 10.000. Hành Thành Dứ, đúng rồi Hành Dứ. Mình chỉ nhìn mà bắt hương thôi nha, thấy Toàn thằng Hành tay Dứ thì cho Hành đúng thôi nha. Ok tiếp tục. 6.500, Hành tiếp, Hành Dứ nữa. Hành chắc đậu bảng rồi. Em cuối bảng rồi. Rồi ok. Ủa đậu bảng được gì? À, đậu bảng là sẽ được bốc hên xui tiền của tụi nó nha. Tiền để trong một cái hộp kính là nó bóp hên xui một tờ của tụi nó nha. Ok, giống như mấy tờ chơi cũ luôn. Rồi ok, bây giờ là hai tờ cuối cùng nha. 28.000 đồng và 1.500. Chuẩn bị. 1.500. Hành Hành đúng. Hành bóc trước luôn á, đúng rồi, Hành tài Hành Dứ mà. Rồi ai lấy ra một tờ gì đó đánh lạc hướng coi, còn một tờ cuối cùng mà. Lấy tờ 100.000 đi, ừ. Ok bây giờ là hai tờ cuối cùng, đây là tờ 100.000 là tờ đánh lạc hướng nha các bạn. Mình sẽ kêu một trong hai tờ, ai bóc đúng là sẽ lấy tờ 200.000 nha. Chuẩn bị nè. 200.000. Toàn, Toàn tay Dứ, Toàn tay Dứ cót luôn. Rồi Toàn đúng luôn. Anh mừng kìa. Ảnh là chỉ cần một tờ duy nhất là đủ hơn tụi nó rồi. Nhưng mà bây giờ là ai bóc ít nhất là bị phạt cắn một miếng ớt nè. Và thằng bóc nào bóc nhiều nhất là sẽ được lấy hai thằng cu kia mỗi thằng một tờ. Hành nhiều nhất đúng không? Đúng rồi, Hành là số lần bóc là nhiều nhất á. Em 107. Không có, không phải số là số lần bóc của Tú là bao nhiêu lần, được 3 lần rồi đúng không? Em có được 3 lần à. Em được quá trời luôn. Mà nó cũng được có 3 lần. Hai thằng Toàn bóc được 3 lần, Tú cũng bóc được 3 lần luôn hả? Quá. Vậy giờ dục hai tờ tiền ra, thằng nào bóc chậm hơn là thằng đó ăn ớt, ok. Sao? Đó, đè từ 500 với tờ 200 nè, thằng nào bóc được loại ớt phải không? Ừ. Đúng không? Ý như là túi xì vậy đó, nhưng mà à đâu được hỏi gói nha, chuẩn bị nè. Để tay với đùi nha, tay là chơi đẹp nha, tờ này là cái này là hình phạt ăn ớt nha, chuẩn bị. 500 đồng. Rồi, Tú ăn ớt, Tú ăn ớt. Đã hai tờ đó cho anh Hành. Tú nãy giờ ăn có hai lần ớt à, có gung kìa. Là lần thứ ba nè, đúng không? 170.000 ăn 3 lần ớt, thua gì Tú? Nhất luôn thử cái coi, cắn vô cái coi, miếng nhỏ thôi. Rồi cho nhả luôn á. Dính vô lưỡi là thấy cay rồi, càng gì ăn. Toàn thấy người Tú ăn mà nó mình nó đang ho kìa. Anh gùm kìa. Rồi trò chơi hôm nay vẫn giống như những trò chơi tay nhanh thiên não phiên bản trước, là người bóc được nhiều nhất sẽ được quyền lấy một tờ tiền của hai người thua cuộc nha. Rồi trò chơi hôm nay bây giờ là Toàn nó sẽ thằng Tà Hành nhắm mắt lại, Hành nhắm mắt lại, rồi thằng Toàn đẩy tiền ra, thằng Hành đập đại nha, túng tờ nào lấy tờ đó nha. Này cái đấy gì nè, đó đúng rồi. Rồi ok, đập đại luôn, để đại luôn. 5.000. Ok xong, Toàn vẫn còn lại, Toàn vẫn còn 201.500. Và tới Tú nè, Hành nhắm mắt lại coi, bịt mắt lại Toàn. Tú ba tờ, tờ nào cũng mệnh giá lớn hết sao Tú? Nè, để ba cái về nè, mới công bằng. Đó. Ủa lỡ ông đập trúng tiền rồi sao? Thì là trúng tiền là mới là đạp, để tay quơ lại, giờ nào tới tiền là mới nói dừng lại nha. Rồi quơ đâu quơ. Đó, muốn dừng lại, giờ nào dừng lại là mới nói, dừng lại. Rồi, đạp đi.
20.000. Ui. Rồi tổng kết, tổng kết. Tú được 150.000. Toàn được 201.000. Làm tập đầu. Hạnh nó bóc nhiều nhất nhưng mà thật sự là ít nhất luôn các bạn. 50. 51.700 chứ. 51.200. 56.200 đồng hả? Nói chung là Hành là nó bóc nhiều nhất trong đám luôn mà cuối cùng là ít tiền nhất luôn các bạn. Tọ nó bóc chỉ gần 3 lần thôi là đủ giàu nhất rồi, giàu nhất đúng không? Một tờ 200 là đủ giàu nhất rồi. Vậy mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Video hôm nay là chơi thử tay nhanh hơn não phiên bản tiền. Do có há nhiều bạn yêu cầu chơi nên tới bây giờ mình mới làm được. Tại lâu lâu có Hành xuống nè nên tổ chức cho Hành chơi cho vui luôn. Các bạn xem hết video bấm đăng ký kênh ủng hộ mình làm thử những clip khác. Đừng quên like, bình luận và chia sẻ video này nữa. Tạm biệt tất cả các bạn.